Hi, cả nhà yêu thương của Út nha. Chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc gia đình yêu thương của Út buổi trưa vui vẻ nha, mát mẻ nha. Từ giờ tới cả nhà cứ cứ làm mọi chuyện đi. Làm, nói chung muốn làm gì làm đi. Nói chung là muốn muốn nói gì nói đi. Giờ cái mốt khi nào mà giống như là cái kiểu mà người ta phát hiện á thì cả nhà mà nghe theo Út. Cả nhà cứ làm thoải mái đi. Khi nào người ta phát hiện á, cả nhà nghe nghe theo Út nha. Cả nhà dùng cái chiêu thức không biết, em không biết, không có, không biết, không có làm, không biết bé ơi, không biết là cả nhà dùng chiêu thức đó là làm là chắc ăn luôn đó nha. Cứ mình làm, cứ mình nói cho cố, nói cho đã vô đi. Mình giật dây, mình chọt, mình móc, mình đâm bị thóc, mình chọc bị gạo, mình chọt đồ này chọt đồ kia thoải mái đi. Khi mà người ta phát hiện không biết, không biết nữa ơi, không biết. Rồi, hồi nãy luật sư Ngọc có đăng một dòng trạng thái làm giống như là nói mình quá là nhiều công việc đó nha. Cái này họ muốn út giận út bẻ gãy luôn à. Quá là nhiều công việc, quá là nhiều hợp đồng đến mức mà luật sư Ngọc không có thể mà nghỉ ngơi luôn đó. Vậy chứ cái bọn quay xe với cái bọn mà chở mặt á, nó chê năng lượng, nó gì anh trình 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 độ của luật sư Ngọc, nó nói không có tầm, không có tâm, không có trình. Nhất là đạo diễn đó, đạo diễn nói là luật sư Ngọc không có trình nè, nghĩa trang bọn người nó không có trình nè, luật sư khờ nói không có trình nè. Bởi vì luật sư khờ có trình lắm, có trình đến nỗi cái trình của luật sư khờ mà không có thể nào mà làm ở Việt Nam được, tại Việt Nam không có bằng bên Mã Lai, phải qua tới Mã Lai nhận hồ sơ. Bởi nó không chừng là luật sư khờ là có đi không có về đó, đi là không trở về, một đi không trở lại đó. Đã khi đi trai tráng, khi về te bà le đó, đã là luật sư khờ đi qua được Mã Lai là khi đi trai tráng, khi về te bà le đó. Đã không chừng là vậy cả nhà. Luật sư Ngọc là người có tâm có tầm, người ta có sức ảnh hưởng, người ta có tài năng, người ta có trình độ, mới được nhiều người ta mời làm đại diện luật sư. Còn luật sư khờ có tầm quá mà tầm bậy, có tâm mà tâm thần, tầm bậy với tâm thần gặp nhau hèn chi. Không có thích đi dự tòa, chỉ thích đi live stream khách sạn, chỉ thích trong live stream trong xe, live stream ở phê, với chỉ thích ở nơi đâu mà thám tử nó đều tớ là tớ đó. Giờ dẫn dẫn thằng Đắng qua bên Mã Lai, chắc kia giặt quần ai bển ha, kiếm ngã ba Mã Lai rồi. Ngã ba của Việt Nam đổi hết rồi, ngã ba Việt Nam giờ đổi hết trơn rồi, nên bây giờ qua bển kiếm ngã ba của Mã Lai đổi bển. Rồi cả nhà có cái con heo, con heo đó, nó nói là nó nằm nó hóng. Con heo tai xanh, nó nằm nó hóng làm chị bông anh bóng, bóng bông bồng bông bồng bông chị bông anh bóng với thằng bồng đó, chuẩn bị họp báo để công khai hết những cái gì đó. Trời ơi, tôi cũng trong tao đang ngồi tao núp rồi tao đợi rồi tao đợi cho cái trái nào mà chín, cái bọn quay xe ủ tờ cái đám này đó đó đó, đó. Tự nhiên chỉ sao mà hồng đó nha, không có ai làm nó luôn. Không làm nữa luôn nè, nó chỉ sao mà hồng đẹp luôn nè, nè không có làm gì chứ á, nó thiệt lòng luôn. Chừng này nó chuyển sang màu đen là xong thám tử đi đó, thám tử đi ủ tờ đó. Đã thì con heo nó ngồi nó hóng, nó kêu bằng chị hai không à, chị hai đẹp trời ơi, nó khen chị bông là chị hai đẹp trời ơi, con bộ mỹ phẩm không mà nó khen nước đỡ vậy. Ơi bữa nào tao tặng cho mày mớ cà phê sầu riêng, mày nhớ khen tao là chị đẹp nha. Trời ơi, bởi vậy giờ giờ muốn đẹp không có khó, giờ muốn đẹp không bao giờ khó, muốn đẹp chỉ cần tặng cho ai đó một cái số quà là người ta khen mình đẹp. Không có cần mà đi thẩm mỹ con mẹ vậy cháu. Rồi nó hóng à, út cũng hóng, tao cũng đang ngồi đó, tao ngồi đó gác cái giò lên rồi tao đợi chị bông chỉ họp báo, rồi tao cũng đang ngồi tao đợi tao ni ni họp báo. Tao đợi ni họp báo coi nó ra sao, coi nó tanh bành té bẻ, coi xấu mặt nào, xấu chàng xấu nàng, xấu nàng xấu chàng đó. Rồi ha, rồi út nói về vấn đề hàm răng đi, rồi xong tớ nói vấn đề mà bộ phim của anh Nguyên Vũ có thể là chuẩn bị làm đó nha. Út nghe thông tin trên mạng là chị bông nhờ đại diện phát ngôn của chị bông là heo, phát đại diện phát ngôn của chị bông đẹp á, công nhận trợ lý của chị bông đẹp dữ vậy. Trời ơi, có bao giờ mà hồi đó giờ thấy chị bông nào mà muốn trợ lý mà nó khủng hoảng kinh tế không, khủng hoảng tinh thần không? Chị bông này muốn trợ lý kiểu này chắc là quỳnh áp đảo tinh thần của đối phương cái gì, mà chị bông muốn con heo làm trợ lý gì. Chị bông thánh thần thiên địa ơi, muốn con heo làm đại diện mỹ phẩm, rồi muốn con heo là đại diện phát ngôn, nó thánh thần
ở chuyện này. Chuyện này là cuộc đời của chị Bông đi vào lòng đất, bong bóng bể bùm bùm rồi đó. Là cái mũi cái nhà sáng chưa hết cái nhà đó. Chị Bông đại diện con heo đòi đòi nghe nói là đòi hàm răng, nghe nói họ nói là đòi hàm răng của con mớm. Cái nhà tính cho nhà nhớ lại từ đầu câu chuyện đi. Hàm răng của chị Bông á, toàn là nghiệp chướng không, toàn là nghiệp chướng không. Tặng cho Bi, tặng cho Bi ha, Bi Thái Tử ha, tặng cho Bi vài ngày, đúng như răng dài ngày Bi lẩm mẫu tờ. Tặng cho bé Tiếp Giao vài ngày bị phanh phôi từ lưa cho mạng xã hội, chửi từ lưa hết. Rồi chị Hoa Hậu Mì Cai cũng lỡ làm răng miễn phí 2%, 10%, xong vài ngày tanh bành té bẻ lòi da rớt mặt nạ xuống hết. Trời ơi, rồi cái giờ làm từ ngày Hồng Loan nó làm răng một cái, tao nói cuộc đời nó te tua tơ tả, biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời dập vô đầu, dồn vô đầu, đổi bộ cấp 3, cấp 4, cấp 15, 18, 17, giờ kinh 25 dập vô đầu, nói hôm nay trời ơi, giờ tới anh Bóng, trời ơi, tới anh Bóng làm răng, chuẩn bị bão tố đổ lên đầu anh Bóng. Từ ngày mà anh Bóng mà làm hàm răng của chị Bông một cái rồi đó, cả nhà thấy bao nhiêu chuyện xảy ra. Hàm răng là hàm răng nghiệp chướng, chứ hàm gọi là hàm răng phong thủy, như thật chất là hàm răng hại phong thủy. Cái người mà cái tánh người ta tốt á, ta làm răng cho mình sẽ gặp phong thủy tốt. Còn người cái tánh mà sân si sân hận á, làm cho mình mà tặng cho mình là mình chỉ gặp nghiệp chướng thôi, chứ không có làm con mẹ gì đó. Giờ bây giờ làm răng cho con mốm mà nghe nói là đòi là đúng không? Đúng. Bây giờ người nào tặng người đó lên tiếng đòi, không có kêu người nào hết. Rồi người nào tặng thì người đó lên tiếng đòi, Hồng Loan sẵn sàng trả hàm răng. Giờ kinh tế của Hồng Loan và kinh tế của Ni hiện tại bây giờ sẵn sàng bỏ tiền để làm răng mà không cần hàm răng nghiệp chướng này. Rồi khi mà trả răng là nó hầm cho con heo, cho con heo cái hàm răng của Hồng Loan, cho con heo để nó gì làm gì không? Nó về nó treo trước cửa nhà nó đó, treo trước cửa nhà nó đó, để nó nhìn đó mà sau này nó biết cuộc sống nó sau này vì cái hàm răng đó mà bế tắc, vì hàm răng đó mà nó xuống địa ngục cũng vì hàm răng đó. Đó thánh thần ơi, đòi răng hả? Chị nào cho, ai cho người đó đòi. Rồi bây giờ nếu mà đòi hàm răng con mớm đúng không, rồi đòi hàm răng con mớm, chị Bông chưa bao giờ làm cho ai cái gì mà công không. Chị Bông làm hàm răng con mớm trong giai đoạn nào? Trong giai đoạn con mớm được rất là nhiều người chú ý tới, trong nước và ngoài nước rất là nhiều người ủng hộ. Chị Bông đến với con mớm tự nguyện, tự đòi tặng răng cho nó chứ không hề nó đề nghị chị Bông tặng. Rồi chị Bông tặng hàm răng cho con mớm, chị Bông được gì? Được một lượng khán giả của cậu Năm và con mớm để ý chị Bông khá là nhiều, và một lượng người đã đổ xô làm răng của chị Bông khá là nhiều. Nếu mà bây giờ sự thật, nếu như chị Bông kêu con heo đó đòi lỡ hàm răng cho con mớm thì hãy chích ra lợi nhuận mà con mớm PA miễn phí cho cái tiệm răng của chị Bông, đúng không? Đúng không? Đâu không, con mớm đến làm răng chưa hề miễn phí, chưa hề miễn phí. Thay vì chị Bông bỏ ra tiền tỷ, chị Bông làm một cái quảng cáo PA cho những cái cơ sở của mình, nhưng mà thật chí là không hiệu quả luôn, chẳng ai muốn coi. Nhưng mà câu chuyện con mớm đang hot, người ta đổ dồn vì con hốt mớm, cả nước, trong nước và ngoài nước, những Việt kiều đổ dồn vì con mớm. Chị đến với con mớm chỉ vì lợi dụng nó thôi, lợi dụng nó đang nổi tiếng để PA cho công việc làm răng của mình thôi, chứ chả nói là ai mang ơn ai, chả có nói là tặng, không có tặng đâu, không có tặng đâu. Con đó hàm răng của con mớm đang xài chính là cái công quảng cáo của nó chờ. Đừng có nói mà miễn phí, đừng có nói là tặng. Nếu mà bây giờ nói mà đòi lại hàm răng của con mớm á, thì trả những phần lợi nhuận mà chị Bông mày có lợi từ cái drama Hồng Loan, những người mà cộng đồng mạng, người nào làm răng thì chích ra trả cho nó mới đòi được, trả cho nó lấy tiền nó đi làm răng được, đúng không? Quảng cáo thì phải trả tiền, mà nó quảng cáo cho mình công không, mình tặng cho nó là đôi bên cũng có lợi, có qua có lợi về, đúng không? Mà bây giờ nếu mình đòi thì nó cũng đòi luôn, đòi cái tiền PA. Mà cả nhà để ý đi, chị Bông này chưa bao giờ làm cái gì miễn phí cho ai, đừng có nói làm cho tặng ai, làm bất cứ cái gì cũng có lợi. Đừng có nói mà cho tặng. Chị Bông với tính cách chị Bông, cái đầu óc mà khôn khéo chị Bông, chắc chị Bông ăn dễ quá. Không, con mớm là ai, con mớm là ai mà đòi nhận chị em thì chích 10% lợi nhuận, có con khỉ 10% lợi nhuận. Gia đình của chị Bông kêu giúp đỡ, con mớm là ai mà 10% lợi nhuận, nói 10% lợi nhuận cái cộng đồng mạng thấy thương quá, nhảy vô làm răng để cho con mớm có 10% lợi nhuận thì chị Bông hưởng hết.
Ba con dòng họ gì mà cho 10% diễn viên vậy, cho vô làm cổ đông công ty vậy? Cho miếng mồi béo bở lúc nào cũng có một cạm bẫy. Cả nhà để ý đi, miếng mồi béo bở lúc nào cũng có cạm bẫy. Chứ cho chúng ta bẫy chuột nè, chúng ta lúc nào cũng để miếng mồi béo bở để dụ nó lợ, đúng không? Chứ cái bẫy không mà không có mồi thì làm sao dụ được cái con mồi, đúng không? Làm sao mà dụ được cái con đó? Vì thế đừng bao giờ kể ơn là cho cái này tặng cái kia, đừng kể gì hết, đừng có kể gì hết. Đó là cái công của nó, bằng bi a dùm cái cơ sở của chị Bông. Và cái công của nó bi a dùm cái phim trường của anh Bóng và cái resort anh Bóng và cơ sở làm đẹp anh Bóng. Anh Bóng còn chưa trả công cho nó kìa. Đừng có kể ơn kể nghĩa ở đây, đừng có nói nó mang ơn. Và cái công của cha nó uốn nắn anh Bóng, cho anh Bóng sự nghiệp, cho anh Bóng tên tuổi, anh Bóng còn chưa trả công cho ba nó kìa. Đừng có mở miệng nói là nó mang ơn. Mang gì, đừng có mở miệng kêu nó là con vô ơn, mà hãy kêu chính mình là con vô ơn. Những người đến với Hồng Đoan á, tới hiện tại này giờ đi toàn là vì lợi nhuận. Còn những người cuối đường hầm, con ngựa hay á thì con ngựa phải đi đường dài mới hay. Còn con ngựa mà nhảy cà tưng là con ngựa khùng, con ngựa điên, con ngựa bệnh, con ngựa bệnh, đúng không? Bệnh nhảy cà tưng tưng mắt thông vậy đó. Đúng không? Út nghe thông tin như vậy, Út nghe thông tin là chị Bông là kêu con heo nó đòi hầm răng. Mà ai tặng? Má Bông mày tặng thì mày kêu má Bông mày lỡ đòi. Hồng Loan sẵn sàng trả. Với kinh tế của Ni, Ni có thể mua cho Hồng Loan mấy hàm răng như vậy cũng được, nếu Hồng Loan một cái. Và kinh tế của Hồng Loan bán hàng từ năm ngoái đến nay mua cái mấy bao nhiêu hàm răng không được, không được. Mà răng đâu phải nói tặng là đấy là được. Sức khỏe con người ta lỡ ảnh hưởng sức khỏe, lỡ gỡ ra nó bị chạm dây thần kinh, nó mát lên, ai đền cho nó, ai bao thường? Nếu mà đòi răng mà đi gỡ là phải viết cái tờ cam kết. Nếu mà tháo hàm răng ra mà anh Hồng Loan có ảnh hưởng sức khỏe là chịu hoàn toàn trước pháp luật. Chơi không? Chơi à, chơi à? Chơi ông heo hả? Chơi ông heo, tôi nói rồi, đầu óc mình chỉ vỏn vẹn trong heo thôi, trong vòng vòng những con người xúc động vật thôi, chứ đâu có làm sao mà khôn hơn người ta được. Mà cứ nhoi nhoi hoài, giàu quá trời ơi, có một bộ mỹ phẩm mà tích cực dữ vậy hả? Nói thôi, tao gửi cho mấy bộ. Trời, tao xài kem đánh răng không? Xài thuốc bảy màu không mà trắng dữ gì nè. Nãy có cô kia hỏi địa chỉ Út đang mua kem cho Hồng Loan đó. Út chỉ cho cả nhà, Út chỉ cho Hồng Loan. Út không làm hiểm cả nhà ơi, Út giới thiệu hết là cho em nó bán, ai bán được Út mừng cả nhà. Út không ganh tị ai, ngộ lắm, cái tánh Út không ganh tị ai, ai mà làm ăn được Út mừng lắm. Bạn bè mà già Út mừng lắm, mà khi mà mình có tiền cái bạn bè ghét mình, nó không chờ số giống số cho đẻ gì, số cho ghẻ sà mâu gì giống. Rồi đó, Út nói cả nhà thấy có hợp lý không? Nếu mà chị Bông nói là chị Bông đòi lợ hầm răng là công của chị Bông, thì chị Bông trả lợ cái tiền BA cho chị Bông đi, trả cho ông mớm cái tiền BA đi, trả cho ông mớm tiền BA đi. Cái sản phẩm nhiều khi mình mướn truyền thông nó quảng cáo không bao giờ hữu hiệu bằng vô những cái drama đang hot này. Nếu mà Hồng Đoan nó nói giờ tôi 1 tỷ tiền quảng cáo được không? Được, tại vì nó quảng cáo cho biết bao nhiêu cơ sở chị Bông và anh Bông, đúng không? Nó vừa đến cái làm kênh YouTube anh Bóng lên lên gì luôn, và kênh của chị Mì Cai cũng lên dây, và người ta đến làm răng chị Bông nó có phải là công của nó không? Vậy công của nó đâu? Trả tiền công đây, trả tiền công đây, giờ nó trả hàm răng cho, giờ nó lấy tiền công đi làm răng rồi, khỏi mang ơn mà nghĩ ai. Trong câu chuyện này đừng có bao giờ ai nói từ ai có ơn với ai, ai phụ ơn ai. Câu chuyện này đến vì vì một cái vụ lợ, nhưng mà vụ lợ đúng vụ lợ sai. Ví dụ như Út đến với Hồng Loan, Út bảo vệ nó một phần, như một phần Út cũng làm YouTube, Út có tiền đó là cũng vì cái lợi nhuận của Út, đúng không? Nếu như làm như lợi nhuận của Út, nếu mà giờ làm YouTube mà đến như drama nó mà không có tiền, Út lấy gì ăn? Tôi lấy gì giọng như Hồng đuôi hả? Tôi lấy gì tôi nuốt cho Hồng đuôi, tôi khỏe là chữa lợm người ta nữa hả? Hả, đúng không? Nhưng mà mình đến mình hưởng cái tiền YouTube thì mình phải biết cái nào đúng cái nào sai, chứ không phải mình đến mình vừa hưởng tiền YouTube mà mình vừa hại người ta, đúng không nha? Tất cả mọi người đều đến Hồng Loan đều có lợi nhuận, đôi bên cùng có lợi. Hồng Loan cũng có lợi nhuận là mình bảo vệ nó, mình cũng có lợi nhuận nhận mình nhờ cái drama nó mà mình có tài sản, có cái YouTube, đúng không? Rồi mình nói vấn đề mà nhiều cái thành phần quay xe nói Ni là thao túng Hồng Loan, nhưng mà có hai thành phần thao túng. Những một thành phần thao túng cần phải lỗi cho cuộc đời của mình, tại vì phần phần thao túng để lợi dụng, và một phần thao túng
để mà bảo vệ đó. Mà Út cần ni thao túng Hồng Loan nhiều nhiều, tại ni thao túng Hồng Loan có lợi không? Hồng Loan có lợi từ A đến Z, từ cuộc sống, từ công việc, từ những cái này cái kia, là Hồng Loan có lợi hoàn toàn những đề thao túng của ni, nên Út cần ni thao túng nhiều nhiều. Còn những thành phần mà thao túng lợi dụng để trục lợi thì làm ơn biến khỏi cuộc đời Hồng Loan giùm đi ha. Ni mới đông một dòng mà trạng thái như thế này cả nhà, nói những đề thao túng ha. Út nói anh ca sĩ Nguyên Vũ sẽ làm bộ phim như thế nào nha. Hãy phân biệt được thao túng và bị thao túng, sẽ khác nhau hoàn toàn. Thao túng Hồng Loan mà cả gia đình bắt ép đi thao túng cả đời đó, có nghĩa là thao bọn tình cờ nó nói là ni thao túng, nhưng mà nguyên mà cộng đồng mạng kêu á, kêu là ni làm ơn thao túng Hồng Loan cả đời đi, là cộng đồng mạng năn nỉ luôn, năn nỉ ni là làm ơn thao túng Hồng Loan giùm đi. Còn đồng mạng lên án những người kia, những lên án người kia cũng là thao túng nhưng mà ta lên án, còn ni cũng là thao túng nhưng mà ta năn nỉ. Như Út nghe Út có năn nỉ ơi ni ở lợi, ni đừng bao giờ giờ Hồng Loan, ni có giận giận cả thế giới nhưng bây giờ đừng giờ giận em nó, tại vì em nó đang chơi với vô dòng đời, nó chỉ còn mình là điểm tựa thôi, nó chỉ còn mình là được điểm tựa, một hy vọng, một niềm tin hy vọng thôi, một chiến thắng thôi. Còn bây giờ mình giờ em đi sẽ mà tội lỗi, tội cảm thấy tội lỗi cả nhà, tại vì nó giờ nó không biết chơi với, nó không với ở đâu á, giờ nó chỉ với vô mình thôi là mình hất nó ra nữa. Vì thế Út cần ni thao túng cuộc đời Hồng Loan cả đời luôn đó. Muốn hỏi ni đáp trả cho vừa lòng, không phủ nhận gì cả, nhưng trước khi hỏi người khác có phải hỏi chính lương tâm mình hay không. Đã có nghĩa là những người đó hỏi ni có phải thao túng Hồng Loan không, thì mình nên trước khi mình hỏi ni có thao túng Hồng Loan hay không thì mình nên mà hỏi hỏi bản thân mình thao túng Hồng Loan với mục đích gì. Còn ni thao túng Hồng Loan với mục đích gì? Ni thao túng Hồng Loan để thay đổi toàn diện về bản thân Hồng Loan, gia đình Hồng Loan, những cái dự thử tế, những cái vị trí xã hội, nói chung là từ một con vịt xấu xí trở thành bà hoàng, từ một người không có mì ăn mà giờ trở thành tiền đại gia, đại gia luôn đi đó, mà từ một người khù khờ không dám phát ngôn mà giờ lên trên mạng live stream bán hàng nói chuyện sành sỏi, từ một người không bao giờ ra khỏi cái ao làng mà giờ đi diễn đầu này đi diễn đầu kia diễn đầu nọ, vậy nên có cần làm ni thao túng cả đời không? Đó. Còn những người kia đến thì sao? Đến về để mà gài nó, ký vô án sao kê để sau này thao túng nó, tống tiền nó, mượn shop nó bán hàng, rồi mượn hình ảnh nó câu view câu like, rồi mượn hình ảnh nó bia dùm cơ sở của mình đó. Vậy vậy người nào, bên nào thao túng cần giữ lại và bên nào thao túng cần phải tống cổ đi thì cả nhà cũng tự biết, đúng không? Rồi cả nhà nhớ lại một cái bài đăng của anh Nguyên Vũ vào ngày 7 tháng 12 năm 2023 không, nhưng mà bây giờ nó lại hiệu nghiệm nên cộng đồng mạng đã lục lại một mà cái dự án mà bộ phim mà anh Nguyên Vũ có đặt tên là Lật Mặt Kẻ Hai Mặt, nhưng mà nó lại trùng khớp với hiện tại bây giờ đó. Ốc đào cả nhà nghe cái dòng trạng thái của anh Nguyên Vũ cách đây vào ngày 7 tháng 12 năm 2023 nha. Nhìn lại hình ảnh lúc quay này thật xúc động, thương đứa em áo xanh là ni hàm đây, nhà thấy em bà đó thấy không, thấy không đây. Thương đứa em áo xanh nhiều áp lực, tội đứa em áo trắng luôn cam chịu, là ni nhiều áp lực, còn Hồng Loan là nhiều cam chịu ha. Nhìn lại cũng tổn thương vì oan ức không thể nói, là giống kiểu như Hồng Loan là oan ức rất là nhiều mà chưa kiểu nói vậy ha. Tất cả cũng chỉ vì cái gọi là tình thân của ai đó, chính xác. Tất cả cũng vì cái gọi là tình thân và đám ruột thịt để đem đến cho Hồng Loan sóng gió ba đào, đem đến cho Hồng Loan biết bao nhiêu cái tủi hận cuộc đời cả nhà. Mà thương thì phải nín, phải nhịn và tìm cách để bảo vệ luôn cho kẻ luôn cho kẻ ném đá giấu tay đang nhờn nhỡn nhơ đâu đó và luôn đóng vai trò quỷ quyền hoàn hảo đó, có nghĩa là ni thương Hồng Loan nhưng mà lúc nào cũng phải nhịn để mà dạy dỗ những kẻ mà ném đá nấu tay, những kẻ mà coi thường, những kẻ mà đã làm khổ đời Hồng Loan ha. Tự nhiên có ý tưởng kịch bản MV mới Lật Mặt Kẻ Hai Mặt đó, có nghĩa là trong cái lúc này nè, lúc mà ni với Hồng Loan đau khổ á, thì anh Nguyên Vũ trong đầu có một ý tưởng nảy ra là một bộ phim, là một cái MV thôi, gọi là Lật Mặt Kẻ Hai Mặt, nhưng mà lúc đó nó chưa có phù hợp, nhưng mà tại sao bây giờ nó lại phù hợp, phải Lật Mặt Kẻ Hai Mặt, kẻ hai mặt mà mình ngỡ ngàng ngơ ngác khi mà phát hiện ra, kẻ hai mặt mà chúng ta không tin đó là sự thật, kẻ hai mặt chúng ta nói chung là người ta tá quả luôn, phải chi mà những cái bọn quay xe không tức, mà cái này chính là anh bóng nó trâu nó, bởi Lật Mặt Kẻ Hai Mặt là cái dự án ấp ủ này anh Nguyên Vũ có thể đưa ra
làm MV rất là hay luôn. Nếu mà anh Nguyễn Vũ làm cái bộ MV mà lật mặt cả hai mặt trong thời điểm này, Út nghĩ hả là không chịu, quy Út thua cái gì cũng thua. Nếu mà anh Nguyễn Vũ làm được thì hãy làm cái MV lật mặt cả hai mặt. Bây giờ đâu còn anh ấy tranh giành ở đâu. Bữa hổm làm MV tặng Hồng Loan, anh ấy giận, anh ấy hờn, anh ấy vội, anh nói là vượt quyền huynh phế phụ. Không hỏi ý kiến anh hai, coi anh hai ông gia gì đó. Bây giờ anh ấy đi rồi, anh ấy đi theo chị Bông rồi. Mà tao nói nha, chị Bông cho Hàm Văn á, lúc vui và lúc buồn chị Bông đòi lợi. Nghe nói hôm nay là chị Bông tặng anh Bóng cái Hàm Răng, mà anh Bóng nhớ làm vui chị Bông nha. Anh Bóng mà làm thật lòng chị Bông á là kết cuộc của anh Bóng bị đòi Hàm Răng y chang vậy đó trời. Trước sau gì cũng phải vậy thôi à. Anh Nguyễn Vũ hãy làm MV lật mặt cái hai mặt trong giai đoạn này sẽ là triệu view. Út Tinh sẽ là 1 triệu view cái nhà. Triệu view trong thời gian này quá trời trái cây luôn cái nhà. Xung quanh nhiều lắm nè cái nhà. Út quay cái màn hình cái nhà không thấy được, không thấy được đâu, nhiều lắm. Là lật mặt cái hai mặt bây giờ Út Tinh là triệu view luôn, triệu view luôn á. Quá hay, công nhận nó hiệu nghiệm cái làm nó linh ứng nha, nó linh ứng. Anh Nguyễn Vũ viết rồi năm rồi mà năm nay nó lại linh ứng luôn, linh ứng với năm nay luôn đó. Còn để đòi răng anh Bóng coi chừng nha, đòi răng người này được thì đòi răng người khác được đó. Hàm Răng nghiệp chướng, tao nói rồi, Hàm Răng nghiệp chướng, làm răng cho ai thì đúng như rồi, đúng như rồi. Vài ngày sau có chuyện, làm răng cho ai thì đúng như rồi, người đó sẽ te tua tơ tả. Làm răng cho ai thì đúng như rồi, người đó sẽ gặp tam tai. Thì anh bóng hãy coi chừng cuộc đời của anh nha, anh Bóng. Chứ tôi không coi chừng cuộc đời của anh được luôn, tại vì tôi còn phải là bằng nuôi con tôi nữa, nên tôi không có coi chừng cuộc đời của anh được nha anh Bóng. Trời ơi, Hàm Răng ông vậy nè, cái kền kền vô nói tại vì cái son môi nó đỏ, nó dạ xuống Hàm Răng ốc cái nha. Nói ra trời ơi Văn mày sao mày mới bị lớn vậy, Văn mày tùm lum mình la xíu xáo vậy, kệ nó. Đỡ hơn Văn con heo, trời ơi Văn heo nó cười, Văn cái nó muốn bệnh luôn. Kệ lắm, Văn vậy nó khỏe chứ mà đi làm Hàm Răng của chị Bông nữa chắc trời ơi nghiệp chướng tới nữa chắc chết quá thôi. Chào tạm biệt các nhà nha, bye bye.